tớ đứng trên đầu nè. Hay là ở bay rồi. Đây nè. Té luôn. Ô. Sao rồi? Không vui rồi. Cái đầu con được đẹp cho lắm nha. Ở đây còn nữa hả? Đây bắn được không? Bắn được. Thứ hai cũng phải rụng chứ. Con đầu tiên một rồi, con này phải dính với anh Cường. Được rồi. Các bạn chúng cắn nha. Con đâu vậy? Các bạn chúng cắn nè. Đứng quay cái thế này chắc không bay. Nó xe bắn đi. Bắn xuyên con lông nít nó luôn đấy. Đứng đây rồi nè, né né anh cơ. Nó kìa. Em bắn luôn cho. Bắn đi, bắn đi. Tại cái thế này đang vô em. Đứng đây anh không nhìn gì luôn. Em thấy. Chưa. Em phải bắn trúng cái gì nó rồi mà. Chúng cái chân cho. Đứng im, đứng im. Đâu vừa kìa. Cái gì à? Ờ, nó đó. Xuyên lá được không? Ê! Ê, té, té. Tuyệt vời. Con tôi hú đầu ngày nha các bạn. Còn con nữa, còn con nữa nha các bạn. Để bắn nốt con này đi. Đâu rồi ta? Cứ đứng đâu đây anh Cường. Ôi con kia bay rồi. Thấy bạn gái nó chết. Nó mù mắt à. Em bắn xuyên đồi luôn á. Tét đầu nha các bạn. Tuyệt vời anh Cường ơi. To ghê luôn ấy. Con này to ghê mà ú luôn ấy. Em bắn xuyên cái lá dừa. Ai sao mình nhìn thấy, anh không nhìn thấy luôn. Đây nè, đây, em nghe nó kêu. Em mới hỏi anh là con tôi hú đúng không? Anh đâu có nhìn thấy đâu. Nó đứng ở đây hả? Này bạn, tôi hú bông nha, đẹp ghê không? Con này con mái anh chống anh. Thực ra đây con... Con non à? Con non á. Con... Nó... Bắn xuyên con mắt luôn nè. Giống như chim săn mà chim mồm nông mùa 1 với nông mùa 2. Nó thay nông mùa 2. Có tuyệt vời. Nó hết cái đốm, nó chuyển sang màu đen á. Còn bữa anh bắn một con nó vừa đốm vừa đen mà. Còn đen nó dài hơn. Cái gọng nó đen nó dài hơn. Đứng từ đây bắn vô tàu dừa kia nha các bạn. Tuyệt vời. Ghê Peter, từ đây tới cái dừa luôn. Hên hên nè. Bỏ vô đây nha các bạn. Tuyệt vời. Còn lại cũng chạy á. Chạy á, nó còn ấy. Con này còn tỉnh mà, hồi phải bứt lông cánh á. Nó làm em chạy tụt quần. Hôm nay tổ đái Peter hay sao? Con này em canh cao lên xíu rồi. Con nãy canh dưới rồi. Làm lại chứ. Xe kìa. Mày chết chết à. Em yếu tim nha. Con này ăn gian nhỉ? Hả? Con này ăn gian thì đấy. Em bắn cần cổ nữa. Chằm đồ trước. Con này là con cục cườm đó anh Cường. Cục thịt đó. Lấy cục thịt cho em ơi. Rồi, té lông. Rớt cục thịt không? Trời ơi, lông kìa, lông quá trời lông luôn kìa. Ê, anh bắn vào phần lưng đây phần này. Lưng đúng rồi, phần trên mu lưng á. Lông nhỏ mà, phần trên sống lưng á. Vậy là mất cục thịt. Thấp xuống tí nữa là êm rồi. Bắn cao lên á. Thằng mẹ cái đầu nữa kìa chứ. Tụng thấy con phướn nè. Rụng.
Hay quá Tùng ơi. Hay quá Úc ơi. Rên phướn anh Cường ơi. Tô hú mà phướn nó về. Tô hú hay phướn vậy? Phướn hả? Phướn giả. Quý phướn. Phướn này phướn non. Không biết non già gì cũng chơi. Non già gì bắn hết nè các bạn. Các bạn trúng nắp nè. Tuyệt vời. Hay quá ông Tùng ơi. Cho 2 điểm. 2 điểm hả? Ừ, 2 điểm. 2 trên mấy? 2 trên 2 hay 2 trên 10? 2 trên 10. Yeah. Hồi cho 2 điểm nữa. Hồi cho 2 điểm nữa thành 4 trên 10. Ok. Tuyệt vời không? Tuyệt vời. Nè phướn nha các bạn. Tùng ốc đã hạ được phướn. Có Tùng ngay. Có Tùng, đúng rồi. Đây rồi. Đây ơi. Tuyệt vời nha các bạn. Chết ngắt luôn rồi. Tùng là Tùng khái con này. Con gì nữa ơi? Chim ruồi. Thôi, Tùng bớt bắn chim ruồi lại đi. Mắt đỏ nè các bạn. Tùng bắn nha. Ok. Về vậy. Lũng lưng nè. Ừ, lúng lưng mà. Cái lúng lưng mà. Tiếp tục ha. Về đánh nè. Lùm được cái vi rắn mà bẹp dí rồi các bạn. Đây đây. Cơ quá anh con bồi thêm chiên. Chết ngắt. Đây còn phướn này. Củ dân phướn nữa các bạn. Ừ, nó đâu rồi? Bay rồi. Bay hả? Chắc hai ông bắn cái con còn sót lại nãy á. Cuối cùng cũng lùm được hả? Cứu bạn kìa. Các bạn lụm được rồi nè. Lụm được con cua rồi liên quan gì nữa. Danh nam. Cháu bình dân nè nè. Lụm được con cua bỏ bạn luôn. Gông. Ôi trên này à? Đây à? Mày chết mẹ tao. Đây đúng không? Ơ xa ấy. Xa thế. Nhưng mà còn thấy không? Em nghĩ là hết thấy rồi đó. Thấy một con gáy chạy tới. Con gáy đó. Đây là phải thấy. Phải dòm được hắn. Mày ấy xe đấy bay nữa kìa. Ra ngoài đừng có vô trong. Ừ. Rồi lên cây. Lên cây chứ hay qua. Qua luôn rồi hả? Không. Trên cây đây này. Bắn xuyên viên đạn con người luôn. Ừ. Thế mà còn bay. Con hầm này. Rồi. Hy vọng nó ở trên cây này. Chứ em thấy là hình như nó bay luôn. À con kia, đứng đen nó heo. Bắn đi em. Cho nó viên anh không thấy. Chết mày với chị. Anh nó bị dính của anh một viên này. Ấy. Nó bay yếu rồi em, nó bay yếu rồi em bắn đi. Thấy chưa? Rồi. Sao? Tất cả chỉ là quá khứ thôi. Hai viên rồi mà bay. Em chỉ là thằng bánh bồi à. Xin lỗi, em chỉ là thằng bắn bồi. Xuyên con người rồi mà sao nó vẫn bay được nhỉ? Viên của anh ha, viên của anh ngay ức. Không, đây, anh bắn ngang mà. À, vì con cái của anh dính cánh hả? Của anh Cường dính cánh. Im. Cái đội này bào ghê quá. Con lột sạch. Có biến. Còn đứng kìa không? Đó. Thì anh không thấy được. Như góc có. Say hello con này cho anh coi nè. Đi qua đi lại mấy lần rồi vẫn chưa bay, mày ngu rồi. Mất nó đẹp. Em nuốt, ráng em nuốt nữa. Thôi, đúng rồi. Đây xuyên con người luôn. Lông nó còn dính trong bụi kìa thấy không? Có hả? Ừ. Bắn xuyên con người luôn. Xuyên lông dính trong vách luôn kìa. Không, nó bay con kia
con này ngu quá. Mình chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại mà nó không bay. Rồi chết. Trúng đầu rồi anh Cường. À trúng đầu rồi. Đâu rồi ta? Ô, nó bay lên kìa em. Không, nó rớt rồi mà. Đây là nó bay lên cây đây này. Bay lên đó hả? À không, không, con khác. Rớt rồi chứ. Con đấy nó nằm đây rồi. Anh thấy nó không? Thấy rồi, thấy rồi. À đây rồi. Đây nha các bạn. Em biết là trúng đầu mà, tại em thấy nó. Con bay, con bay lên đầu luôn này. Con bay lên là cái con mà nó đang khừ gù con này. Ủa nha, con cò bắn bột phát trúng người. Hơi đen cho Peter. Sáng giờ không có duyên một cò. Hết ba con trúng người rồi. Ê con này khủng bố luôn á. Anh Cường chơi nó đi. Nó nỉ á. Cái gì? Con này hả? Ừ. To lắm á. Đi thuộc giật. Chết chứ. Ui. Tuyệt vời. Con này con bự nè. Con này con bự em mới bắn chứ con nhỏ không bắn. Rất con nữa nha các bạn. Con hít nha. Con này mới là con bự nè. Thấy chưa? Nhưng mà nó nhỏ, con này bự ghê không anh Cường? Nhỏ nhỏ con này con bự mà. Đẹp ha. Anh bắt chuồn chuồn. Bự ghê á.